như một đoá hồng mai hương sắc theo hoang theo những ngày dài, một tình y quạt trong em mang bao tiếng nuôi trái tim vỡ tan, nhặt lại những cái rụng rời đang vẫn xót xa cho chính đời. Vì người anh yêu đã nói dùng nhà thức tuyệt vời nhất thế gian là em. Vì em như hoa nhật màu, anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, trong tim càng thêm nhói đau cánh hoa đang dưới chân nàng. Tặng cả tuổi xuân rơi theo môi tên xuân rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông bóng tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng. Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho mình. Xin mến chào tất cả bác nha. Hello, xin mến chào tất cả bác. Ngày hôm nay em có lên một cái cấu hình trị giá 66 triệu anh em nha. Với combo 66 triệu này thì anh em có những gì? Thì với cái combo rất là cao cấp ngày hôm nay thì xin giới thiệu với anh em hai cục đẩy anh em nha. Dòng lợi của lợi Acoustic, một chiếc lọc nguồn, một vang số và một bộ micro không dây cao cấp anh em nhé. Với cái bộ cấu hình này thì em đang đánh với một con súp kép. Đó. Cái này thì anh em có thể là chơi súp đơn được anh em nhé. Nhưng mà ở đây em có ghép súp kép. Bộ này anh em có thể lắp một phòng karaoke ngon lành luôn anh em nhé. Uy lực luôn. Đó, uy lực luôn. Sử dụng súp một cặp loa JBL 4012 và một TV-12 anh em nhé. Đấy, ở đây anh em có thể chơi đồng bộ được, đồng bộ JBL được anh em nhé. Hoặc là anh em có thể sử dụng một cặp hai cặp TV-12 được. Đó. Anh em thích nào đồng bộ thì anh em có thể chơi hai cặp 4012 hoặc là anh em chơi hai cặp TV-12. Đây anh em có sự lựa chọn anh em nhé. Còn đây thì em phối ghép để lên cấu hình cho anh em tham khảo. Đó. Ở đây em đánh một cặp TV-12 và một cặp 4012. Đấy. Thì với cái cấu hình này thì anh em có thể thấy rất là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở cái là sử dụng một cục đẩy đánh súp. Đó. Một cục đẩy đánh súp anh em nhé. Đó. Cục đẩy LA2150 rất là chất. Đó. Cục đẩy Class D anh em nhé, chuyên súp. Đó. Cục này có thể chơi full được nhưng mà đánh súp rất là khỏe, công suất lên tới 1500W một kênh. Đó. Còn đâu cục đẩy ở đây đánh full thì em đánh 7409. Với 7409 này thì 4 kênh 900W. Thì mỗi một kênh này có thể đánh một cặp 30. Nhưng mà nếu mà anh em đánh chuyên nghiệp thì cứ một kênh này em đánh cho một quả 30 anh em nhé. Một kênh này đánh cho một quả bát 30. Đó, một quả bát 30 anh em nhé. Một kênh này đánh một quả. Đó, thì ở đây là 4 kênh 4 quả luôn. Đánh riêng ra thì mình có thể chỉnh EQ, chỉnh delay nó khác nhau, rất là hay, tùy hợp với không gian em nhé, rất là dễ chỉnh. Cùng này với giá 8.3 LA2150 giá 8.7 và quản lý nguồn P9, con này có lọc nguồn luôn anh em nhé, đầy đủ lọc nguồn và những cái đầu ra này thì anh em có thể kết nối với vang mic được đẩy vào, nó rất là khỏe anh em nhé, rất là khỏe và an toàn. Bật tắt thì anh em có thể sử dụng thêm cái chức năng nối một cái dây nguồn ra ngoài anh em nhé, nối một cái dây nguồn ra ngoài, switch ra ngoài thì anh em có thể bật tắt ở ngoài cái tủ máy của mình được anh em nhé, bật tắt ở ngoài tủ máy rất là tiện đúng không ạ? Rất là tiện, sử dụng một cái tủ máy rời ra và anh em nối một cái công tắc bên ngoài, anh em chỉ cần bật tắt cái công tắc ấy thôi là anh em có thể bật tắt được, chứ không phải thò tay vào trong ấn nữa. Nó rất là tiện anh em nhé. Quản lý nguồn này 1.600.000 đồng. Và con vang ở đây em sử dụng con vang L9. Con vang L9 thì con này thì khá là cao cấp, anh em có thể nghe là cái tiếng của nó rất là hay đúng không ạ? Và con này rất là mạnh, cái là nó chỉnh tay cực kỳ là mạnh luôn anh em nhé. Rất là dễ chỉnh, anh em muốn chỉnh như nào chỉnh nó rất là dễ. Đấy, đúng không ạ? Và con này tiếng rất là hay.
chuyên nghiệp anh em nhé. Tiếng rất cực kỳ là chuyên nghiệp luôn. Và giá nó là 4.500.000 đồng anh em nhé. Bộ mic ở đây thì em sử dụng bộ mic Beyer 970. Bộ mic này thì quá là cao cấp rồi, như anh em đã biết đúng không ạ? Giá hiện tại đang là 7.000.000 đồng. Với combo này thì khá là sức mạnh và chất lượng. Thì anh em có thể chơi cái bộ cấu hình này trong những cái căn phòng tầm, nếu mà trong phòng karaoke thì anh em chơi, nếu mà phòng karaoke chuyên nghiệp thì chơi bộ này với phòng 30m2 em nhé. Chỉ cần bỏ ra 66 triệu thôi, anh em chơi tốt, chơi tốt phòng 30m2 anh em nhé. Đấy, 30m2 66 triệu. Chơi lưu ý với anh em là em đang tính với giá sử dụng súp kép anh em nhé. Còn nếu mà sử dụng súp đơn thì nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Vì súp kép này với giá 15 triệu một cặp, à 15 triệu một chiếc, nhưng mà súp đơn chỉ có 6.500.000 đồng thôi. Đấy, thì nếu mà anh em sử dụng súp đơn thì cục đẩy anh em cũng sẽ cho nó nhỏ đi anh em nhé, đẩy nhỏ đi. Đấy, thì ở đây súp kép thì em sẽ dùng cục đẩy lớn. Đấy, đúng không ạ? Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cấu hình này, sử dụng một súp kép và 4 full anh em nhé, 4 full. Và sử dụng dàn máy như này. Đó, chọn bộ này 66 triệu thì anh em có thể chơi gia đình thì nó rất là lớn. Nếu mà anh em chơi gia đình bộ này thì anh em chơi tầm 50m2 gia đình. Còn nếu mà anh em chơi phòng hát thì chơi được tầm 30m2 anh em nhé. Thì với cái cấu hình này thì như em nói rồi, 66 triệu. Thì anh em có thể chơi karaoke kinh doanh được anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên trên, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Anh em có thể tham khảo những cái sản phẩm này trên website của bên em là thangcaoaudio.com, có báo giá và những video chi tiết anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những clip lần sau ạ.